Hôm nay thử cho chúng nó chờ ăn xem một bữa xem nó như thế nào nhá. Mọi người cùng xem. Đây, hôm nay nóng rồi, xin phép mọi người là mặc quần đùi. Thì cái khả năng của chúng nó vẫn như mọi khi thôi. Thải độc gan, canxi, chibi đây. Ba đứa ra đây nào. Pila, Maxim. Ra đây ngồi chờ đấy. Rồi, ngồi đấy, chờ. Rồi, mỗi đứa một bên, tránh cái máy quay của anh ra là được. Đây này, cái thuốc này là phía trước. Chưa được. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chờ nhá. Cùng nhau chờ ăn. Anh sẽ đảo ra đồ ăn trước này. Hôm nay là có đảo gan luộc rất là thơm. Đảo sẵn ra đây này. Đây phần của nó xin sẽ là phần thứ ốc. Chờ cả con Pila nữa. Con Pila lên trên chờ đi. Đây để quay như thế này đi. Là mình sẽ ra ngoài cửa. Rồi. Đấy nhá, tinh thần chờ đợi nhá. Pila cũng ngồi để chờ đi. Lên trên chờ. Ai mà lại gọi vào lúc này. Tát. Lên trên ghế của. Lên đấy, trông coi. Ba đứa ra đây, Pila ra đây. Lên ghế. Đi là. Ghế đâu? Lên. Ok, ngồi đấy. Ca xin nữa. Lên. Ok. Nào, ngồi đi mỗi đứa ngồi vào chỗ. Ngồi đấy. Ok. Ngồi đi trông cho anh nhé. Ngồi đi trông cho anh. Để anh đi anh rửa tay. Xong. Anh rửa tay xong rồi vào giờ ăn. Anh sẽ rửa tay mất 1 phút. Để anh xem nhá, ngồi yên đấy. Trông. Chưa được. Anh này rửa xong rồi anh nghĩ cũng hết rồi. Bạn ngồi yên đi chờ. Nào. Không, Messi lên trên ghế ngồi. Không xuống dưới, Messi. Không thì Messi ngồi sát vào đây. Phải ngồi sát vào đây chờ. Ngồi yên đấy nhá. Chờ thêm tí nữa. Nhìn thấy mặt anh ướt không? Bây giờ anh phải đi anh rửa mặt lại. Rồi sắp lên ra. Nhá, yên đấy. Thank you.
ăn vụng à? Hả? Không được, thế này maxi thế này thì không được rồi. Chưa được, anh đã cho đâu mà phần của maxi là phần ở giữa này mà. Thế thì phải dán lại kia cái chỗ này này. Không. Nào. Thế này lần này nó làm lần này maxi ăn vụng rồi hả? Đây của maxi đây. Khoan đã nào. Xong đây là phần làm con siro xuống đây. Đây. Ok, pila ra đây. Đây. Rồi, ok. Nó xi là không nhìn được nó xi kèm quá có xi nhìn được nó xi ăn trước. Lâu quá. Messi không thích cái trò này. Cái trò này nó giằng co quá. Đây. Để cho mọi người xem. Ui giời, hôm nay ánh sáng đủ quay hôm nay quay đủ sáng. Đó. Quay đủ sáng này. Nào. Messi này. Siro này. Villa này. Hôm nay quay đủ sáng mới nhìn thấy cái đầy đủ cái bộ lông của nó. Và đây là quay trong nhà nha mọi người nhé. Chứ nếu mà ở ngoài trời thì mọi người sẽ thấy lông chúng nó bóng nữa. Bình thường là cho ăn muộn đều là quay vào dưới ánh điện. Thành ra là nó gì. Đó. Đó. Này là Messi không nhịn được Siro ra. Siro báo, Siro thấy mẹ ăn trước. Siro chạy ra, Siro gọi chủ là báo cáo là mẹ đã đang ăn vụng rồi. Lại Yumi lại không ăn hả? Yumi lại không ăn thì lại có đứa được ăn thêm. Đó. Nào, lùi lại để anh quay video nào. Lùi lại. Đó. Messi quay ra đây. Ba mẹ con chụm đầu vào nhau à. Đây được. Quạt phà. Pila cố gắng đừng để cái bát nó trôi. Đó, nó quay một vòng nó ra cái hướng gì đây không biết. Nào lùi lại nào. Siro lùi lại. Lùi lại. Lùi. Ok. Messi lùi lại. Pila ra đây. Ok. Còn Yumi nó ăn thừa này. Đây, con Yumi nó ăn thừa để cho con. Đây, Pila này. Pila. Yên để anh cho Pila thêm. Cho Pila thêm một ít này. Đó. Siro đâu? Siro. Này, Siro hôm nay Siro ngoan. Siro ngoan, Siro thấy mẹ ấy là Siro ra Siro bảo anh. Và Siro không ngoan vụng thì thưởng cho thêm cho Siro. Cho Siro ăn. Mẹ là đang bầu cho nên là mẹ đói. Phối xong đến hôm nay là được mấy hôm rồi, một tuần chục ngày rồi. Nhà con chó cái giai đoạn mà nó mang bầu là con chó nào nó khỏe lắm, cái lượng ăn, nhu cầu ăn nó tăng. Không nhịn được. Cho nên là chén trước. Nhưng mà vẫn còn tí tinh thần lịch sự là chén ở cái bát nào thì tí nữa vẫn muốn chén nguyên ở bát đấy, không muốn ăn sang phần con khác. Đó, hôm nay trời nó nắng cho ăn sớm thì quay để cho mọi người ngắm mấy con chó nó đủ ánh sáng nó đủ thì nhìn cái màu lông của nó gì được. Đây là người vẫn đang bẩn ấy. Người vẫn đang bẩn, mọi người mà nhìn mọi người sẽ thấy bụi ở trên người nó bẩn, mà nhìn cái lông của nó đã bóng thế rồi, từ cho già đến cho trẻ. Cho nên là bảo mọi người là bổ sung cái chibi ấy hàng ngày,
nó vừa là bổ sung chất mà nó vừa tăng cái tiêu hóa của con chó. Lông nó bóng, con chó nó khỏe. Con chó nó khỏe thì nó đỡ tốn tiền thuốc, nó không có ốm vặt, mình nhìn nuôi nó cảm giác nó nhàn. Đây này, cái chibi nó là cái này này. Đó. Tăng hấp thu, tăng tiêu hóa, tăng cơ bắp đấy. Đó, nó là cái đấy. Đó, ăn xong còn uống nước nữa. Xong rồi, vét xong xuôi sạch sẽ. Bát là ít khi phải rửa bát lắm. Dù là ăn cơm, cái này thôi, nó vẫn còn đang dính này nhá. Nhưng mà tí nữa là nó sẽ vét, nó sẽ không còn một hạt nào cả. Hôm nào mà đây hôm qua cho ăn nhiều, dấu vết của hôm qua cho ăn nhiều kìa. Hôm qua cho ăn nhiều là nó còn dính một tí kìa. Bởi vì hôm qua cho ăn nhiều thì nó không vét sạch sẽ, nó không liếm, thành ra là nó bị dính. Hoặc là hôm nào mà cái phần cơm mà nấu nó bị thừa nước, nó dẻo quá, nó không vét được thì nó dính thôi. Còn bát là lâu lắm rồi không phải rửa bát. Cho ăn hạt không cần rửa bát này. Cho ăn cơm cũng không cần rửa bát, bởi vì chúng ta sẽ ăn sạch luôn. Đó, hôm nay nhá. Nào, ra đây để tổng kết cái bữa ăn hôm nay cái nào. Nào, ba đứa này lên trên này nào. Ba đứa này đây. Tổng kết của hôm nay cái nào. Nào. Đây đây, Pila. Bên này Jaxi. Lên ghế ngồi. Lên. Pila. Đây này. Rồi, hôm nay là rất là tuyên dương Siro nhá. Vì Siro rất là ngoan nhá. Cả Pila nữa, Pila lớn rồi thì Pila ngoan là phải rồi. Nhưng mà cũng tuyên dương Pila nhá. Hôm nay ngoan, giữ tinh thần kỷ luật. Hôm nay là phê bình Siro, phê bình Messi nhá. Lần sau mà anh bảo chờ là phải chờ nhá. Tối mấy cũng không được ăn, phải chờ. Dù biết là anh rửa tay thế là sắp xong rồi là vào cũng được ăn, nhưng mà vẫn phải chờ nhá. Thôi được rồi, ra đây, Messi. Chỉ phê bình giúp kinh nghiệm thôi, đọc khẩu chứ không đồng thủ. Rồi, ok. Lần sau phải ngoan nhá. Siro lần sau cứ thế phấn đấu cho Siro nhá. Vừa kỷ luật mà lại thích nhà ăn, lại biết đường ra bảo anh. Ok. Rồi, yêu Siro. Messi giúp kinh nghiệm nè, Messi giúp kinh nghiệm nhá. Ok, chúng ta giải tán thôi. Nào, để anh xếp lại cái vị trí cái bát vào cái trong kia, để cho trong cái nào mà nó có muốn cắt nốt mấy cái hạt cơm thừa thì nó cắt nốt đấy. Mọi người thấy không? Hôm nay là làm hai lần, cho chúng nó, buộc chúng nó phải chờ khi mà đã xúc đồ ăn ra bát rồi và chỉ phần nào của con nào rồi. Và hôm nay là có Messi là đến lượt hai, là Messi đối quá. Nào. Messi làm sao mà Messi lại cấu tỉnh cái này đẹp Villa vậy? Hả? Messi làm sao? Messi không được thế nhá. Nhá. Không được cấu tỉnh nhá, không được thấy được ưu ái thì bầu mà cấu tỉnh đâu rồi Villa chứ đấy. Rồi, yêu thương nhau chứ không được cháu với mẹ. Rồi, ok, giải tán. Đó. Thôi nào.